Đức Thánh Cha Francisco đã dành 7 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc viếng thăm theo vết cha thánh Pio dòng Cappuccino nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh nhân được mang năm dấu thánh của Chúa và kỷ niệm 50 năm thánh nhân qua đời. Cha được coi là vị thánh được sùng mộ nhiều nhất ở Italia. Đền thánh Pio ở San Giovanni Rotondo mỗi năm thu hút gần 7 triệu tín hữu đến hành hương kính viếng. Cha Pio tục danh là Francesco Forgione, con thứ tư trong gia đình rất nghèo với 7 người con tại làng Pietrelcina, cách Roma 240 cây số về hướng đông nam. Năm 1903, khi được 16 tuổi, Francesco được nhận vào nhà tập dòng Cappuccino và được đổi tên thành tu sĩ Pietro Pietrelcina. Thầy thụ phong linh mục 7 năm sau đó, 1910, với phép chuẩn của tòa thánh, vì chưa đủ 24 tuổi như giáo luật đòi hỏi. Trong Thế chiến thứ nhất, cha Pio bị động viên và sau đó được giải ngũ vì lý do sức khỏe và trở về tu viện nhỏ ở San Giovanni Rotondo thuộc tỉnh Foggia. Sáng ngày 20 tháng 9, 1918, sau khi dâng lễ, cha đang quỳ gối tạ ơn trước một tượng thánh giá lớn. Cha Pio đột nhiên thấy tay chân và cạnh xườn của mình bị thủng và đẫm máu. Đồng thời, cha cảm thấy đau đớn khôn tả. Vừa khi thấy máu rỉ ra, cha Pio rất kinh hãi và lết từ cung nguyện về phòng. Cha tìm cách cầm máu các vết thương, dùng tất cả các băng và khăn. Lúc ấy, cha bề trên Paulino về tới tu viện, thấy cha Pio đi lảo đảo và nhìn những băng mà cha Pio tìm cách giấu dưới ống tay áo ròng. Cha bề trên dẫn cha Pio vào phòng và muốn biết xem điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc về những điều đó, cha Paulino viết thư cho cha bề trên tỉnh. Cha giám tỉnh, cha tổng quyền đều ra lệnh giữ im lặng. Suốt trong 2 năm sau đó, cha Pio phải chịu nhiều cuộc khám nghiệm y khoa. Mặc dù lệnh của các bề trên Cappuccino truyền phải giữ im lặng và thận trọng, nhưng tin cha Pio chịu năm dấu thánh dần dần được truyền đi. Khi dâng thánh lễ, cha Pio phải giơ tay lên và dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi về những vết thương rớm máu của cha, hỏi xem là gì. Và thế là thiên hạ bắt đầu kéo tới San Giovanni Rotondo. Lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, cha Pio cử hành thánh lễ, nhà thờ đông chặt tín hữu. Khi cha đọc những lời truyền phép, mọi người đều thinh lặng như tờ. Rồi cha Pio giải tội mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, cho đến nỗi tối sẫm. Dân chúng kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi trước tòa giải tội. Từ năm 1923 đến năm 1933, cha Pio phải trải qua những tháng ngày cay đắng. Nhiều người, kể cả các nhân vật trong giáo hội, đã tố cha là người lường gạt, bất tuân lệnh bề trên, hoặc là người gây ra tình trạng cuồng tín nơi dân chúng. Cha Pio bị các bề trên cấm không được làm lễ công khai cho các tín hữu nữa. Dẫu vậy, rất nhiều tín hữu tiếp tục tuấn đến tìm gặp vị linh mục này để xin ngài khuyên bảo và cầu nguyện cho. Cha Pio âm thầm chịu đựng, tiếp tục làm việc thiện cho tha nhân bao nhiêu có thể. Nhưng rồi sóng gió và cay đắng cũng qua đi. Cha Pio qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002. Lúc 7 giờ sáng hôm qua, từ Vatican, Đức Thánh Cha đáp trực thăng bay đến làng Pietrelcina, hiện có hơn 3.000 dân cư và thuộc giáo phận Benevento. Đến nơi vào lúc gần 8 giờ, ngài đã được chính quyền và giáo quyền địa phương cùng với hàng chục ngàn tín hữu nồng nhiệt tiếp đón, đặc biệt là các cha dòng Cappuccino. Tại đây, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường các dấu thánh, ngài gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nhà nguyện. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện hồi tháng 9 năm 1911, cha Pio về làng quê dưỡng bệnh. Đối với cha, thời kỳ này không phải là một giai đoạn dễ dàng. Cha bị xao xuyến mạnh mẽ trong nội tâm và sợ sa ngã phạm tội, cảm thấy mình bị ma quỷ tấn công. Đức Thánh Cha nói, trong những lúc kinh khủng ấy, cha Pio kín múc nhựa sống từ kinh nguyện liên tục và lòng tín thác nơi Chúa.
Cha kể lại cho cha giám tỉnh Benedetto trong thư hồi tháng 3 năm 1911 rằng tất cả những hình ảnh ma quái mà quỷ du nhập trong tâm trí con biến mất khi con tín thác phó mình trong tay Chúa Giêsu. Cha Pio cho biết tâm hồn mình cảm thấy như được một sức mạnh cao cả thu hút trước khi được kết hiệp với Chúa và ban sáng trong bí tích. Và chính sự đói khát ấy được mãn nguyện sau khi rước Chúa và ngày càng được tăng trưởng thêm. Thế là cha Pio chìm đắm trong kinh nguyện để ngày càng gắn bó hơn với các kế hoạch của Chúa. Qua việc cử hành thánh lễ là con tim mỗi ngày và là sự sung mãn đời sống thiêng liêng của cha, cha Pio đạt tới một mức độ cao trong sự kết hiệp với Chúa. Trong thời kỳ ấy, cha Pio nhận được từ trời cao những ơn thần bí đặc biệt, báo trước sự xuất hiện nơi thân xác cha những dấu hiệu của khổ nạn của Chúa Kitô. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu làng Pietrelcina và giáo phận Benevento rằng tu sĩ khiêm hạ dòng Cappuccino này đã làm cho thế giới ngạc nhiên bằng cuộc sống tận tụy cầu nguyện và kiên nhẫn lắng nghe các anh chị em và trao đổi tình thương của Chúa Kitô như dầu thơm cho những đau khổ của họ. Khi noi gương anh dũng và các nhân đức của cha Pio, anh chị em cũng có thể trở thành những dụng cụ tình thương của Chúa Giêsu đối với những người yếu đuối nhất. Đồng thời, khi để ý đến lòng trung thành vô điều kiện của cha Pio đối với giáo hội, anh chị em hãy làm chứng về tình hiệp thông, vì chỉ có tình hiệp thông mới xây dựng. Tôi cầu chúc các tín hữu miền này có thể kiếm múc nhựa sống mới từ những giáo huấn do cuộc sống của cha Pio trong thời điểm không dễ dàng như hiện nay, dưới lúc dân số dần dần giảm sút và già nua, trong khi nhiều người trẻ buộc lòng phải đi nơi khác để tìm công ăn việc làm. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu làng Pietrelcina và giáo phận Benevento, Đức Thánh Cha còn dành 20 phút để chào thăm các bệnh nhân ngồi trên xe lăn và một số các tín hữu địa phương trước khi đáp trực thăng lúc 9 giờ để bay tới San Giovanni Rotondo, một thị trấn 25.000 dân, cách đó 93 cây số đường chim bay về hướng đông bắc. Đây là nơi cha Pio được bề trên bổ nhiệm tới từ năm 1916. Trong số các công trình cha Pio để lại nơi đây có nhà thoi diệu đau khổ. Nay là nhà thương tối tân nhất ở miền nam Italia với 1.200 giường bệnh, gồm rất nhiều khu chữa trị khác nhau.